có mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi. Nhẫn. Này vậy anh hai, mày đi đâu vậy? Em ơi, đi tổng ơi kiếm cơm ăn nè. Đi chơi sáng đêm để giờ về kiếm cơm ăn, cơm đâu ra cho mày ăn. Nhà sáng giờ có nấu cơm cho em ăn gì hết trơn. Mày cha tao, mày đi chơi cho đã rồi bắt tao nấu cơm cho mày ăn. Anh hai ơi, nhà không còn một hộp gạo luôn trời. Ai kêu mày không chịu đi làm? Chứ có ai muốn em đâu mà đi làm. Trời. À, lấy 50 ngàn này mua gạo ăn đỡ đi. Cảm ơn anh hai nha. Mà anh hai ơi, cho em thêm 20 đi. Mình sớm giờ em chạy xe hết xăng luôn rồi. Trời ơi là trời, báo nữa là trời. Nè cha ơi cha. Dạ em cảm ơn anh hai nha. Ôi chết bà quên. Ê nhỏ nhỏ, mua giùm tao cái nồi đi. Ủa mua cái nồi vậy anh hai? Mày mua cái nồi nấu cơm á. À gọi gọi em biết rồi. Nhọn đi sáng thì chưa về nữa trời. Mỗi lần kia đi ra chợ là nó đi từ sớm tới bây giờ chưa về tới nữa. Trời ơi là trời, mày mua cái nậu gì bự dữ vậy nhở? Mày nãy cho em mua cái nậu thì mua cái nậu nè. Trời ơi là trời, tao kêu mày mua cái nậu về nấu cơm. Mày mua cái nậu về mày nấu bánh tét hay gì không nội? Cái nậu này nó rẻ nè, hồi nãy anh hai đưa tiền em đâu có đủ tiền mua đâu. Em mua cái bò cho thay cái bụng lên đó, mua cái nắp nữa nè. Trời ơi là trời, rồi gạo đâu? Nãy em mua cái nậu hết trơn tiền luôn rồi, còn tiền đâu mua. Mà anh hai đừng nóng, em có công việc này hay lắm anh hai ơi. Thôi nắng gì mà nắng dữ gì trời. Nhà cửa ruộng vườn không ai làm. Nắng mà ngủ không được luôn á. Chắc kiếm người làm được. Tiếp quá. Mua cái nào cho bự vô. Rồi nói cái công việc nào mà hay nữa. Thì hồi nãy em đi chợ mua gạo á, em nghe cái ông kia ông nói với bà kia cái gì mang máng mà công việc á nhàn lắm. Nhàn là công việc gì trời. Em cũng không biết nữa, thì mà anh em mình có đi làm thì mình ở đó mình hỏi cái nào mà được mình vô làm luôn à. Rồi biết ông đó ở đâu không? Biết mà chợ á. Thì đi đi. Chứ bữa giờ anh em mình đâu có việc làm đâu. Ai có cái gì mà việc làm thì anh em cứ đi đi. Thấy không, lỡ kiếm tiền về mua gạo ăn. Sáng giờ đi mua cái nào vậy đó lẩu rồi. Sao mấy xe chạy cho lẹ trời. Thôi anh hai ơi, mình đi bộ đi. Nắng lắm. Trời đi, mình đi bộ tới ngoài đó rồi tao thấy mình đổ mồ hôi mệt này kia cái nọ, tao thương mình tao cho mình vô làm luôn à. Phải không trời, heo đi đi. Trời ơi, xe gì nữa. Thôi, nghỉ chút xíu đi anh hai ơi. Rồi tới chơi vậy chọn. Hồi nãy ổng đậu xe đây, ổng nói với bà kia đây nè. Em nghe đây mà. Trời ơi, đi tới giờ có tới đâu. Em nhớ nhà ổng rồi. Anh hai đợi chút xíu đi. Em đi một lần này là tới nhà ổng luôn nè. Thôi đi anh hai ơi. Đi. Ở đây nè anh hai. Phải ở đây không trời, sao không thấy ai cho nghỉ. Chắc trời nắng gì là ổng đi ngủ rồi đó. Trời đi, đi vô đi. Ôi vô đi nắng quá trời nắng rồi. Đi anh hai ơi. Đúng rồi, là ở đây đó anh hai. À, nhớ cái ông này cũng sớm nha anh hai. Phải không vậy? Sao ngày ông ngủ trời. Chú ơi, chú. Anh hai. Ai út gì mà. Ủa gì nữa. Mới chập mắt được ngủ được xíu rồi gặp hai mày đó. Hai mày ở đâu vậy? Hồi nãy em nghe nói anh cần người làm đúng không anh? Dạ. Đúng rồi. Mà không thẳng từ từ làm gì gấp dữ vậy?
Dạ tại nhà em hết gạo anh. Trời ơi là cận tiếng cứ liền lại. Dạ tại mấy em là người siêng năng giỏi giang nó gì đó. Dạ đúng rồi đúng rồi. À tôi cũng có công việc cho hai người làm nè. Ủa gì hả? Vậy công việc gì vậy anh? Dạ dạ. Công việc khỏe lắm. Làm không? Ờ công việc nào hai anh em của tôi làm cũng được chứ á. Dạ đúng rồi cái gì làm được chứ á. Hai anh em khỏe lắm. Thì hai mày cũng biết rồi đó. Trời đang nóng nực đó. Tao cần một người và cho tao ngủ vô thằng ra ngoài làm vườn với dọn dẹp nhà em tao đi. Tưởng gì quạt cho anh ngủ á em quạt được. Lục. Anh hai làm vườn anh hai mày khôn quá ha. Mày đứng ra làm vườn với dọn dẹp nhà cửa đi, tao vô là quạt lỗ. Ôi trời mát không anh? Mát mà tao chưa ngủ mà mày ngủ rồi tao trừ lương mày đó. Anh cứ yên tâm, em mà ngủ là anh trừ hết lương của em cũng được nữa. Còn nữa chưa? Đúng là ông anh hai này ông khôn được chứ. Biết dịu sáng thì nên được rồi. Nắng nóng gì mà đi làm vườn nữa chứ. Nắng gì bắt đi làm vườn thiệt chứ. Hả? Ngồi cái gì ngoài vườn cái đụng qua đó chị trận hên quá mình đứng gục ổng không biết. Quá nắng rồi mẹ, hai trái dừa này vô cho ông chủ uống trái, hai anh em uống trái chứ nắng làm gì nổi. Anh hai uống dừa anh hai uống dừa anh ơi. Hai trái dừa đâu mà mày bẻ gì trời. Hai trái dừa này em bẻ ngoài vườn ngoại á. Lục. Tao kêu mày làm vườn hay mày đi phá vườn của tao vậy? Dạ hồi nãy tại trời nắng quá nắng rồi. Em thấy vừa có mấy trái em bẻ hai trái vô nè, anh trái rồi em với anh hai em muốn trái. Ôi trời gì mà còn chưa thức nữa trời. Giống cha tao quá, vừa tao chồng chưa uống trái nào mày uống trước tao. Ngủ ngon quá ha. Trời ơi. Mày về đèn cho tao à. Ôi trời, nó kêu ổng rồi. Quạt cho ông chủ ngủ cũng đi ngủ nữa. Mày tốt quá ha. Tao kêu làm giường cho người ta, mày bẻ hai trái giường của người ta. Về tại anh chứ tại ai? Tại mày á. Tại anh á. Mày á. Tại anh luôn. Mất ngủ mày bữa nay. Mướn hàng nó làm cũng như không à trời.